Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với tiếng Anh lớp 7 thường. Hôm nay chúng ta giải bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương Màu Hồng với bài số 13B. Bài số 6 là mã trang 94 nhé. Rồi, điền vào chỗ trống với các động từ tình thái. Động từ tình thái là modal verb các bạn, hay động từ đặc biệt đó. Chúng ta có can là có thể, can là không thể, could là có thể, couldn't là không thể ở quá khứ. Can với can là ở hiện tại các bạn nhé, bài này hơi khó. Could với couldn't ở quá khứ, must là phải, must dần là không được phép, không được làm luôn. Should là nên, should dần là không nên, ought là nên, ought not to là không nên. Giờ chúng ta điền này. Bố của tôi có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp, người ta xài từ can này. Bạn nên rửa tay trước khi ăn, vậy là nên. Chúng ta dịch là nên, chúng ta giải should. You should wash your hand before meal. Hoặc ở đây chúng ta có thể xài ought to cũng được. Rồi chúng ta sang câu số 2 trang 95 các bạn tiếp tục. John rất là giỏi môn toán, anh ta có thể làm những cái bài toán khó. Ở đây là ở hiện tại chúng ta phải can. Quá trễ rồi, tôi phải đi ngay bây giờ. Cô ấy bị điểm xấu môn hóa học. Cô ấy nên học hành chăm chỉ hơn. Ở đây có từ chu này, cho nên chúng ta xài ought, không thể xài must, không thể xài should được. Sang câu số 5, đèn giao thông chuyển đỏ, bạn phải dừng lại. Ở đây thì là phải, bạn phải dừng lại. Câu tiếp theo, tôi có thể đi tới rạp chiếu phim bây giờ hay không? Là can nhá. Rồi, cô ấy có thể nói tiếng Anh khi ấy 6 tuổi. Các bạn nhớ đây là quá khứ thì các bạn phải xài could nhá. Các bạn phải khả năng trong quá khứ là các bạn xài could. She could speak English when she was 6. Câu số 8, cuộc sống rất là ngắn, chúng ta không nên lãng phí nó. Bây giờ không nên chúng ta xài shouldn't hoặc là ought not to. Rồi, câu số 9, tôi không thể làm bài tập về nhà vào tối hôm qua bởi vì tôi quá mệt mỏi. Ở đây là quá khứ các bạn. Quá khứ, khả năng trong quá khứ thì các bạn sẽ xài could hoặc là couldn't. Trong trường hợp này mang nghĩa phủ định xài couldn't. Bạn không nên đi bộ một mình khi mà trời tối, nó rất là nguy hiểm. Ở đây không nên mà có chu nữa thì các bạn chỉ có thể xài ought dần thôi, ought not ấy. Rồi sang bài số 7, viết các mẫu đối thoại sau. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn ví dụ. Bóng đá nên lau dọn phòng, vậy là Nam và Minh này. Nam nó bảo là hãy đến và chơi bóng đá nhé, come and play là viết nha. Mình xin lỗi, mình không nghĩ mình có thể cái này viết lại, chỉ thay cái này thôi này. Tệ quá, tại sao vậy? Tôi phải cái này là theo đề này, clean là theo đề này. Đó, cái này là theo đề nha. Vậy chúng ta tôi phải lau dọn phòng của tôi, chúng ta sẽ xuống câu số 1. Skip rope nhảy dây, phải làm bài tập về nhà. Vậy chúng ta viết này, Nga và Lan đang nói chuyện. Hãy đến và chơi nhảy dây nhé. Come and skip rope Lan. Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là tôi có thể. I'm sorry, I don't think I can. That's too bad, why not? Well, I have to do my homework now. I have to do my homework. Tôi phải làm bài tập về nhà của tôi. Sang câu số 2, các bạn, đó là chơi cờ, nên giúp đỡ mẹ rồi. Hãy đến và chơi cờ nhé Nam. Sorry, I don't think I can. Come and play chess Nam. Sorry, I don't think I can. That's too bad, why not? Chúng ta thay đổi chỗ này. I should help my mom. Tôi nên giúp mẹ của tôi. Sang câu số 3, badminton, cầu lông, must practice piano, tức là rủ chơi badminton, nhưng mà bạn này phải thực hành piano. Hãy đến và chơi badminton nhé Thanh. Come and play badminton Thanh. I'm sorry, I don't think I can. That's too bad, why not? I must practice the piano. Tôi phải thực hành môn piano. Rồi, câu số 4, bóng chuyền này, nên này, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh này. Long và Minh đang nói chuyện. Hãy đến và chơi volleyball nhé. Come and play volleyball. Ghi tên bạn đó vô, đó là Minh. I'm sorry, I don't think I can. That's too bad, why not? I ought to attend the English club. Tôi phải tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Tôi nên tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Đó là toàn bộ cái bài số 7. Chúng ta sang bài số 8 La Mã. Đọc đoạn văn sau, trả lời câu hỏi. Một cái nhà đại dương học người Pháp tên là Jacques Cousteau đã phát minh, tức là sinh năm 1910, mất năm 1997, phát minh ra một cái tàu ngầm lặn dưới biển. Và đầu thập niên 1940, ở trong cái tàu ngầm này, ông ấy có thể khám phá đại dương của thế giới và học về cuộc sống dưới đáy biển. Bây giờ thì chúng ta có thể khám phá ra đại dương sử dụng những cái camera truyền hình nhỏ xíu đặc biệt này. Chúng ta có thể học về cuộc sống dưới đáy biển nhờ vào phát minh này. Rồi, ngắn gọn.
Vậy ông này làm gì, nghề gì? What the Jacques Costa drew? He is an oceanographer. Sang câu số 2. What his nationality? Ông này là người gì? Quốc tịch là gì? Cái từ nationality là quốc tịch. Ông này quốc tịch gì? Chúng ta đọc bên trên, đó là người Pháp. Ông ấy là người Pháp, gọi là French. He's French. Người Pháp. Nha, người Pháp nha. Rồi sang câu số 3. When was he born? When was he born? Ông ấy được sinh ra khi nào? Năm 1910, in 1910 hoặc là he was born. Bạn nào muốn trả lời ngắn gọn là in 1910 thôi. Bạn nào muốn đầy đủ dài dòng là he was born in 1910 và 1910 đọc là gì? 1910. Sang câu số 4, how old was he when he died? Ông ấy bao nhiêu tuổi khi ông ấy chết? Chúng ta trừ ra, lấy năm 1997 trừ đi 1910 là ra 87 tuổi. Chúng ta sẽ ghi là he was 87 years old when he died. Tiếp theo, what did he invent? Ông ấy đã phát minh ra cái gì? He invented deep sea diving vessel, phát minh ra cái tàu ngầm, ok, lặn dưới biển. Câu số 6, what could he do in the vessel? Ông ấy làm gì trong cái tàu đó? In the vessel, he could explore the ocean of the world and study underwater life. Tức là gì? Là trong cái tàu ngầm ông ấy có thể khám phá ra cuộc thế giới đại dương và khám phá đại dương của thế giới và học về cuộc sống dưới đáy biển. Sang câu số 7, what can we learn thanks to his invention? Chúng ta có thể học được cái gì nhờ vào phát minh của ông ấy? Nhá, cái từ thanh chu dịch là nhờ vào. Vậy là chúng ta có thể học về cuộc sống dưới đáy biển. We can learn more about the undersea world, thế giới dưới đáy biển. Ok, we can learn more about the undersea world. Nó nằm ở câu cuối cùng. We can learn more about the undersea world. Chúng ta viết như vậy là được nhá. Rồi cái bài của chúng ta đến đây là hết. Thank you.